Luca đang ăn gì đấy con? Lucas. Và bé Lucas. Ăn uống tập trung nha. Sáng sớm ngủ dậy, một bình sữa, sau đó một quả táo. Rồi tí nữa sẽ hai lát bánh mì phô mai. I love mum, 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 và đi mama. Luca có love mama không? Yeah. Có hả? Luca có nhớ Việt Nam không? Luca có nhớ chị La không? Luca có nhớ chị Su không? Không nhớ chị Su hả? Luca có nhớ anh Bill không? Rồi bơ đẹp rồi. Ê anh Bo. Luca muốn về Việt Nam chơi nữa không? Luca, motorbike rin 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 rin. Dạ, về Việt Nam chơi motorbike hả? Đi motorbike nha. Dạ. Dạ. Dạ, khả năng supermarket. Ăn ăn một cái hỏi ta. Luca cho mẹ ăn với. Cho mẹ ăn với đi con. Luca cho mẹ ăn với, ăn một mình hả? Giỏi. Ờ, ăn luôn cái đục của đây. Luca đắc đắc cơ chú đi con. Luca đắc đắc. Con không muốn chào hả? Từ em đi đâu em thấy người là em hay giơ tay chào rồi, mà giờ thấy cái máy quay em không có chào nữa. Đi gió đi con. Giờ phải nói gì cũng nghe đâu nha. Luca, tóc Úc nồi, tóc Úc tô. Anh thấy quả táo luôn hả? Luca. Anh miệng nhai nhúc nhép nhúc nhép ghét ghê. Cho mẹ ăn hả? Một ngày một quả táo cả nhà ơi. Cà đắc đắc cơ chú rồi sao gọi ăn táo nãy giờ nè. Đạc đạc. Đạc đạc đi con. Đạc đạc Luca.
Thôi lúc cao đắt đắt thế này. Ủa đắt đắt thay nha, đắt đắt cả nhà. Ham ăn, ham ăn, ham ăn, ham uống. Đạt, đạt.